Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2017, Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế ăn mẫu hoa lan tây Louis thời Pháp, được làm chất liệu gỗ hương đỏ của Lào, hàng siêu VIP. Được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện và hiện tại chúng tôi đang trưng bày tại cơ sở 1 của Thành Luân, nằm tại đầu làng Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và sản phẩm này đã được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là bán cho một khách hàng. Hôm trước thì ngay buổi chiều tối hôm qua, anh Khoa, chị Thu, gia đình anh Khoa, chị Thu ở Hà Đông đã về ký nhận bộ bàn ghế gỗ hương đỏ của Lào này. Và đây là bàn mâm xoay rất giá trị. Thành Luân chúng tôi là chuyên nhận đặt theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Và riêng bộ bàn ghế ăn mẫu hoa lan tây Louis thời Pháp bằng gỗ hương đỏ Lào này được Thành Luân chúng tôi là đục chạm thủ công 100% bằng tay. Nó rất sang trọng và giá trị. Nó sang trọng này và giá trị cho mày sau. Quý vị có thể quan sát thấy được cái dáng ghế của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi nó cực kỳ đẹp. Nó hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều các đơn vị là cũng làm mẫu hoa lan tây, nhưng mà để mà giống được với cái mẫu của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thì cực kỳ là hiếm. Và không những các bộ bàn ghế này và còn các bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê chẳng hạn, là cái hàng sở trường của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Khi trên thị trường chưa có cái mẫu Minh Nghê thì là đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã cho ra mắt cho cái mẫu này, cái mẫu Minh Nghê đó, và nó sẽ luôn luôn mang được cái tính chất độc quyền. Nó mang cái tính chất độc quyền, khi quý khách có nhu cầu có thể sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, là quý vị có thể mang được cái sản phẩm là mang thương hiệu độc quyền, mang thương hiệu đồ gỗ Thành Luân. Và hiện nay trên thị trường thì cũng rất nhiều các đơn vị đã lấy mẫu của tôi để sản xuất, nhưng mà để mà nói mà giống 100% thì cực kỳ là khó. Từ cái dáng ghế, kiểu cách nó rất khác, cũng là một mẫu Minh Nghê thôi nhưng mà nó khác hoàn toàn. Bộ bàn ghế ăn hoa lan tây cũng vậy, bộ gỗ Thành Luân tôi làm cái dáng nó rất chi là đẹp. Và hôm qua, buổi chiều tối hôm qua thì anh chị Khoa Thu ở Hà Đông đã về ký nhận bộ này. Ngày hôm nay chúng tôi là chuẩn bị bàn giao cho gia đình anh chị ở Hà Đông, Hà Nội. Thì khách nào có nhu cầu có thể liên hệ với Thành Luân chúng tôi để sở hữu các bộ sản phẩm đẳng cấp này. Chúng tôi hiện tại đang sản xuất rất nhiều các mẫu bàn ghế ăn mẫu hoa lan tây Louis bằng gỗ gụ, gỗ gõ, gỗ hương, rất chi là đẹp và đẳng cấp. Bàn là bàn tròn mâm xoay, bàn có kích thước 4m37 và có 8 ghế một bàn. Dáng ghế của đồ gỗ Thành Luân thì tôi, khi quý vị nhâng cái ghế lên, sau đó quý vị có thể đi tham khảo để so sánh cái ghế của đồ gỗ Thành Luân, khi chúng tôi quý vị nhâng lên một cái là quý vị có thể thấy được nó khác hoàn toàn so với các cái sản phẩm thông thường, bởi vì hàng VIP của chúng tôi là luôn luôn to cao và dày dặn nên hàng thông thường rất nhiều. Chân bàn vừa rất chi là vững chãi, rất chi là vững chắc. Mọi thông tin chi tiết quý khách có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc là 0972770888. Khách đến với Thành Luân quý khách có chắc có những cái sản phẩm mang thương hiệu độc quyền rất giá trị. Một lần nữa Thành Luân xin trân trọng cảm ơn anh chị Khoa Thu đã về trực tiếp đồ gỗ Thành Luân ký duyệt bộ bàn ghế. Xin kính chúc anh chị gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn toàn thể khách hàng đã quan tâm theo dõi chúng tôi trong suốt thời gian qua, ủng hộ chúng tôi. Một lần nữa Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin được chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.